giờ giờ kiếm đâu vợ trời. Có ai không vợ? Mình cứ đi quanh một vòng trước đi, có tới nửa tiếng lận. Anh ơi, mình nhờ chút. Bây giờ bọn mình có cái thử thách là thay đổi ở diện mạo một style mới cho ông ấy. Mình đang quay chương trình thực tế. Không biết mình có rảnh không ta? Mình có thời gian không ngày hôm nay không? Hi. Hello. Hello. Can I borrow some of your time? Giờ kiếm đâu vợ trời. Có ai không vợ? Qua đây nè, tắt qua đây đi. Bẻ đi. Mình cứ đi quanh một vòng trước đi, có tới nửa tiếng lận. Ôi. Go. Nhưng mà em thấy vô, Ok. Em chào chị. Tụi em đang thực hiện một cái thử thách của chương trình Fashion 2022 by TikTok. Chị có coi TikTok không? Ok, tụi em đang qua chương trình mà tụi em có một cái thử thách là để makeover cho một người đang chưa rất là bình thường, xong rồi xong sẽ biến thành một cái người gọi là chỉ có cá tính xíu thời gian và đổi thành một cái style khác. Không biết mình có rảnh không ta? Mình có thời gian không ngày hôm nay không ạ? Anh ơi, mình nhờ chút. Bây giờ bọn mình có cái thử thách là thay đổi ở diện mạo một style mới cho ông ấy. Mình đang quay chương trình thực tế. Hello. Can I borrow some of your time? Meanwhile. Rum. Có ai đi siêu thị mà đồ ra như thế này? Chị là người Việt Nam đúng không? Oh, where you from? I'm from the Philippines. Myself. You're so Korea. Yeah. Cái level mà. No. Bọn em là ekip làm việc làm đẹp chuyên nghiệp. Đẹp. Bọn em là đẹp. Bây giờ chị đẹp sẵn rồi, chị không cần. Dạ. Từ để em nói. Bọn em là ekip làm đẹp chuyên nghiệp và em mong chị có một chút thời gian. Một chút nào, một chút thì chị không cho. Nhiều chút. Nhiều hả? Nhiều chút. Nhiều chị cũng không cho luôn, tại chị bụng mà. Ôi chị. Bây giờ chị muốn bao nhiêu tụi em chiều chị bao nhiêu luôn. Vâng. Bây giờ là để cái gì, là cái gì vậy? Nhìn tụi em. Dạ. Tụi em luôn lắm hả? Trời ơi, cứu tôi. Chị là chị hả chị? Chị có thể ba nãy được nhớ. Vâng. Em sẽ thay đổi chị từ đầu tới chân luôn. Ai mà đi ra đường mà nói một chút tụi em lắm. Chờ chị, mình nói mọi người ta mới chú ý đúng không? Đúng. Chị đúng rồi. Chị nói chị tên là gì? Ok. Chị tên là Nguyễn Hoàng Học nha. Ôi. Thay đổi ngoại hình giúp cho một người lạ trên đường. Ôi, đang sợ lắm ạ. Không muốn gặp ai nha. Dạ. Đang chú. Dạ không, ý là thử thách này cũng hơi tốn thời gian chút xíu thôi. Ngày hôm nay là anh muốn có một ngày rảnh để thả stress. Có thể giúp tụi mình được không? Mày rút em ra nỉ luôn. Tôi biết mọi người rất, tại bạn rất ngại gặp mọi người đúng không? Rất là muốn trốn mọi người đúng không? Ừ. Mình sẽ tìm cách mà là cho bạn tỏ sáng nhất, bạn luôn tự tin nhất có thể. Sẵn sàng làm theo mọi thứ luôn. Thì không còn nghi ngờ gì qua cái đôi mắt này là Trần Thanh Tâm. Oh my god, trời ơi, hay dữ vậy trời. Dễ chưa? Không cần bơ, yêu không cần cớ, cần cầu cơ.
Bọn em sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Em hy vọng là mọi người có thể giúp em chút xíu thôi à. Tại vì giúp tụi em. Tại vì nếu như mà trong vòng 30 phút tụi em không tìm được người thì bọn em sẽ bị loại ngay lập tức ạ. Dạ dạ. Shit. Thì các em có bộ điều gì để chứng minh là các em có thể làm chị đẹp không? Tại vì dạ có ạ. Có. 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 Tại em là model riêng. Bạn này là chấp. Bạn là stylist đến từ Hà Nội à. Em làm nhà thiết kế. Nhà thiết kế. Chị có đảm thời gian. Bây giờ chị có thời gian cho bọn em ạ. Em đúng kỳ. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Đón xem tập tiếp theo của Phát Chấp 2022 by TikTok sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2022 trên kênh TikTok chính thức của chương trình, 21 giờ trên hệ thống các kênh digital của Multimedia VSC.